Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2024. Hội thi diễn ra sáng nay với 75 thí sinh chia thành 15 đội dự thi. Các đội lần lượt trải qua hai phần thi, phần thi kiến thức diễn ra theo hình thức trắc nghiệm xoay quanh kiến thức chung liên quan đến công tác an toàn thực phẩm. Phần thi tiểu phẩm bám sát chủ đề Phụ nữ Long An thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng gắn với thực hiện tiêu chí 3 sạch trong cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần chung đáp giá trị gia đình Việt Nam. Kết thúc hội thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Kiến Tường xuất sắc giành giải nhất, giải nhì là Hội Liên hiệp Phụ nữ các quyền Cần Chùa, Đức Hòa, giải ba thuộc về đơn vị huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Thành Quá, Bến Lức và năm giải khuyến khích trao cho Tân Hưng, Châu Thành, thành phố Tân An, Thủ Thừa, Cần Đức. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải đội thi có kịch bản hay, nội dung truyền thông hiệu quả cho hội liên hiệp phụ nữ quyện đức huệ giải đội thi có thí sinh biểu diễn tốt thu hút người xem thuộc về đơn vị tân trụ và giải đội thi có đạo cụ và phục trang đẹp phù hợp với tiểu phẩm truyền thống cho quyện một quá